Chào mọi người đã đến với chương trình radio Tĩnh Nguyện Buổi Sáng. Mỗi buổi sáng thì lại mới luôn sự thành tín Ngài là lớn lắm. Lời Chúa là thức ăn thuộc linh cho chúng ta mỗi ngày, để đắc thắng cám dỗ, tội lỗi xác thịt xung quanh chúng ta. Ngài bổ lại linh hồn bạn, dẫn bạn vào các lối công bình. Vì cớ danh Ngài, Chúa thêm sức mới cho bạn, Chúa thêm lên cho bạn đức tin. Mỗi ngày càng gần Chúa và giống Chúa hơn, và có mối quan hệ mật thiết với Chúa mỗi ngày. Chúa yêu bạn rất nhiều. Chương 37. Phải, trái tim tôi run sợ vì sự đó, nó nhảy động rời khỏi chỗ nó. Khá nghe giọng vang dày của tiếng Ngài và tiếng ầm ầm ra khỏi miệng Ngài. Ngài khiến nó dội dưới các tầng trời và chớp nhoáng Ngài chiếu đến cùng trái đất. Kế liền có tiếng ầm ầm. Ngài phát tiếng oai nghi và sấm rền ra, và khi nổi tiếng Ngài lên thì không cầm giữ chớp nhoáng lại. Đức Chúa Trời phát tiếng và sấm rền ra lạ kỳ. Ngài làm những công việc lớn lao mà chúng ta hiểu không nổi. Vì Ngài phán với tuyết rằng hãy sa xuống đất, và cũng phán vậy cho trận mưa mây và mưa lớn. Ngài niêm phong tay của mọi người, để mọi người Ngài đã dựng nên biết được công việc của Ngài. Khi ấy, các thú vật rừng rút trong hang nó và ở trong hầm của chúng nó. Từ các lầu cát phương Nam, bão tuôn đến, và gió Bắc vẫn lạnh lẽo đến. Nước đá thành ra bởi hơi thở của Đức Chúa Trời, bề rộng của nước đông đặc lại. Ngài chứa nước trong mây, và dăng ra các mây chớp nhoáng của Ngài. Nhờ Ngài dẫn dắt, nó bay vận khắp tứ phương, đặng làm xong công việc mà Ngài phán biểu nó làm trên khắp trái đất. Ngài sai mây hoặc để giáng họa, hoặc để tưới đất, hoặc để làm ơn cho loài người. Hỡi Gióp, hãy nghe lời này, khá đứng yên, suy nghĩ về các việc diệu kỳ của Đức Chúa Trời. Ông có biết cách nào Đức Chúa Trời sắp đặt các việc ấy chăng? Cách nào Ngài chiếu lòa chớp nhoáng của mây Ngài chăng? Ông có biết mây cân bình sao chăng? Có hiểu công việc diệu kỳ của đấng có trí huệ trọn vẹn sao chăng? Có biết cớ sao quần áo ông nóng khi Ngài lấy gió nam mà làm cho trái đất được an tịnh? Ông có thể trải bầu trời ra với Đức Chúa Trời chăng? Nó vốn vững chắc như một tấm kính đúc. Hãy dạy cho chúng tôi biết điều chúng tôi phải thưa cùng Ngài, vì tại sự dốt nát, chúng tôi chẳng biết bày lời gì với Ngài. Người ta há sẽ thuật với Đức Chúa Trời rằng tôi muốn thưa với Ngài sao? Nếu ai nói với Ngài, quả hẳn sẽ bị nuốt đi. Bây giờ, người ta không thấy sự sáng chói lòa, nó đã ẩn trong mây. Nhưng gió thổi qua, xô mây đi, và trời trong trẻo lại. Ráng vàng từ phương Bắc đến, nơi Đức Chúa Trời có oai nghiêm đáng sợ thay. Luận về đấng toàn năng, ta không tìm thấy đến Ngài được. Ngài vốn rất quyền năng, rất chính trực và công bình cực điểm, không hề hà hiếp ai. Bởi cớ ấy nên loài người kính sợ Ngài. Ngài không đoái đến kẻ nào tưởng mình có lòng khôn ngoan. Chương 38. Bây giờ, từ giữa cơn gió trốt, Đức Chúa Trời đáp cùng Gióp rằng: kẻ này là ai, dám dùng các lời không tri thức mà làm cho mờ ám các mưu định ta? Khá thắt lưng người như kẻ dõng sĩ. Ta sẽ hỏi ngươi, ngươi sẽ chỉ dạy cho ta. Khi ta đặt nền trái đất thì ngươi ở đâu? Nếu ngươi thông sáng, hãy tỏ bày đi. Ta đã định độ lượng nó và giăng dây mực trên nó, ngươi có biết chăng? Nền nó đặt trên chi? Ai có trồng hòn đá gấp của nó? Trong khi ấy, các sao mai đồng hát hòa nhau, và các con trai Đức Chúa Trời cất tiếng reo mừng. Vả lại, khi biển bể bờ và cất ra khỏi lòng đất, ai đã lấy các cửa mà ngăn đóng nó lại? Khi ấy, ta ban cho nó mây làm áo sống, lấy tăm tối làm khăn vấn của nó. Ta định giới hạn cho nó, đặt then chốt vào cửa của nó mà rằng: mày đến đây chứ không đi xa nữa. Các lượng sóng kiêu ngạo mày phải dừng lại tại đây. Từ khi ngươi sinh, ngươi há có sai khiến buổi sáng và phân định chỗ cho hừng đông, để nó chiếu đến bốn bề trái đất,
và đuổi rảy kẻ gian ác khỏi nó chăng? Trái đất biến hình như đất sét dưới dấu ấn, và mọi vật hiện ra trau dồi như bằng áo. Sự sáng đã cất khỏi kẻ ác, cánh tay chúng nó giơ lên đã bị gãy rồi. Chớ thì ngươi có thấu đến nguồn của biển sao? Há có bước dưới đáy của vực sâu chăng? Cửa âm phủ há có bày ra trước mặt ngươi chớ? Có thấy các cửa của bóng sự chết chăng? Lằn mắt ngươi có thấu đến nơi khoang khoác minh mông của đất chăng? Nếu ngươi biết các điều đó, hãy nói đi. Con đường dẫn đến nơi ở của ánh sáng là đâu? Còn nơi của tối tăm thì ở đâu? Chớ thì ngươi có thể dẫn nó lại vào địa giới nó sao? Có biết các đường lối của nhà nó ở chăng? Không sai, ngươi biết mà, vì ngươi đã sanh trước khi ấy, số ngày ngươi lấy làm nhiều thay. Ngươi có vào các kho tuyết chăng? Có thấy nơi chứa mưa đá mà ta đã để dành cho thì hoạn nạn, cho ngày chiến trận và giặc giả chăng? Ánh sáng phân ra bởi đường nào, và gió đông theo lối nào mà thổi ra trên đất? Ai đào kinh cho nước mưa chảy, phóng đường cho chớp nhoáng của sấm sét, để mưa xuống đất bỏ hoang và trên đồng vắng không có người ở, đặng tưới đất hoang vu mông quạnh và làm cho các chồi cây cỏ mọc lên? Mưa có cha chăng? Ai sinh các giọt sương ra? Nước đá ra bởi lòng của ai? Ai đẻ ra sương móc của trời? Nước đông lại như đá rồi ẩn bí, và mặt vực sâu trở thành cứng. Ngươi có thể riết các dây chằng sao rua lại và tách các xiềng sao cài ra chăng? Ngươi có thể làm cho các cung huỳnh đạo ra theo thì và dẫn đường cho bắt đẩu với các sao theo nó chăng? Ngươi có biết luật của các tầng trời sao? Có thể lập chủ quyền nó dưới đất chăng? Ngươi có thể cất tiếng mình la lên cùng mây, khiến cho mưa tuôn xuống thân ngươi chăng? Ngươi có thể thả chớp nhoáng ra để nó đi và đáp với ngươi rằng: thưa chúng tôi đây. Ai có đặt khôn ngoan trong lòng và ban sự thông sáng cho trí não? Ai nhờ sự khôn ngoan mà đếm được các mây, khi bụi đất chảy như loài kim tan ra và các cục đất dính lại nhau? Ai nghiêng đổ những bình nước của các tầng trời? Chương 39. Khi mẹ con sư tử nằm phục nơi hang, khi rình trong bụi rậm nó, há có phải ngươi săn mồi cho sư tử cái và làm cho sư tử con đói được no sao? Ai sắm đồ ăn cho quạ khi con nhỏ nó kêu la cùng Đức Chúa Trời và bay đi đây đó không đồ ăn? Ngươi có biết thì nào dê rừng đẻ chăng? Có xem xét mùa nào nai cái đẻ chăng? Ngươi có tính số tháng nó có thai và biết kỳ nó đẻ chăng? Nó ngồi chồm hổm đẻ con nhỏ ra và được giải khỏi sự đau đớn của nó. Các con nhỏ nó trở nên mạnh mẽ, lớn lên trong đồng nội, đoạn lìa mẹ mình, chẳng còn trở lại nữa. Ai để cho con lừa rừng chạy thong dong? Ai có mở trói cho con lừa lẻ làng kia? Ta đã ban cho nó đồng vắng làm nhà và ruộng mặn làm nơi ở. Nó khinh chê tiếng ồn ào của thị thành, không nghe tiếng của kẻ coi dắt. Khắp các núi là đồng cỏ của nó, nó tìm kiếm mọi vật gì xanh tươi. Chớ thì con bò tót muốn làm việc cho ngươi chăng? Nó chịu ở gần bên máng cỏ ngươi chưa? Ngươi há có thể lấy dây cột bò tót nơi dòng cài sao? Nó sẽ chịu theo sau ngươi mà bừa trũng chăng? Ngươi há sẽ nhờ cậy nó vì nó sức nhiều sao? Ngươi sẽ giao công lao mình cho nó chăng? Chớ thì ngươi cậy nó đem ngũ cốc ngươi về và nhờ nó gom lúa mì lại trong sân ngươi ư? Chim lạc đà đập cánh vui mừng, nhưng cánh và lông ấy há có biết thương yêu sao? Vì nó để trứng mình dưới đất, vùi nóng trứng ấy nơi bụi cát, quên rằng có lẽ chân người bước nát nó, hoặc con thú đồng giày đạp nó đi chăng? Nó ở khắc khổ với con nó, dường như không thuộc về nó. Sự lao khổ nó luống công, nhưng nó không lo cầm đến, vì Đức Chúa Trời cất sự khôn ngoan khỏi nó, không chia phân thông sáng cho nó. Khi nó đập cánh bay lên, bèn nhạo báng ngựa và người cưỡi ngựa.
có phải ngươi ban sức lực cho ngựa và phủ cổ nó lông gáy rung rung chăng? Há có phải ngươi khiến nó nhảy búng như cào cào chăng? Tiếng kêu hí có oai của nó thật đáng sợ. Nó đào đất trong trũng vui mừng về sức lực mình. Nó xông tới đón quân cầm binh khí. Nó khinh chê sự sợ, chẳng ghê điều chi. Trước ngọn gươm nó không xây trở. Trên nó vang tiếng gùi tên, giáo và lao sáng giới. Nó lướt dặm, vừa nhảy vừa hét. Khi kèn thổi, nó chẳng cầm mình lại được. Vừa khi nghe kèn thổi, nó bèn la hí hí. Từ xa, nó đánh hơi mùi giặc, nghe tiếng ầm ầm của các quan tướng và tiếng reo hô của chiến sĩ. Có phải nhờ sự khôn ngươi mà con diều vùng bay đi và xè cánh nó về hướng nam? Có phải theo lệnh ngươi mà chim ưng cất lên và đóng ổ nó tại nơi cao? Nó ở trong bàn thạch, đậu trên chót vót hòn đá, tại trên đỉnh núi không ai leo lên được. Từ đó, nó rình mồi, mắt nó thấy mồi ở xa. Các con nhỏ nó hút huyết, và hễ nơi nào có xác chết, thì nó bèn có tại đó. Đức Giê-hô-va còn đáp lại cho Gióp mà rằng: kẻ bắt bẻ đấng toàn năng há sẽ tranh luận cùng Ngài sao? Kẻ cãi luận cùng Đức Chúa Trời, hãy đáp điều đó đi. Gióp bèn thưa cùng Đức Giê-hô-va rằng: tôi vốn là vật không ra gì, sẽ đáp chi với Chúa? Tôi đặt tay lên che miệng tôi. Tôi đã nói một lần, xong sẽ chẳng còn đáp lại. Phải, tôi đã nói hai lần, nhưng không nói thêm gì nữa. Thi Thiên thứ 20. Nguyện Đức Giê-hô-va đáp lời ngươi trong ngày gian truân. Nguyện danh Đức Chúa Trời của Gia-cốp che chở ngươi. Từ nơi thánh sai ơn giúp đỡ ngươi, và từ Si-ôn nâng đỡ ngươi. Nguyện Ngài nhớ đến các lễ vật ngươi và nhậm những của lễ thiêu ngươi. Cầu xin Ngài ban cho ngươi điều lòng ngươi ước ao, làm thành các điều toan tính của ngươi. Chúng tôi sẽ vui mừng về sự cứu rỗi ngươi, và nhân danh Đức Chúa Trời chúng tôi dựng các ngọn cờ của chúng tôi lên. Nguyện Đức Giê-hô-va làm thành các điều ngươi sở cầu. Rày, tôi biết Đức Giê-hô-va cứu đấng chịu sức dầu của Ngài. Từ trên trời thánh, Ngài sẽ trả lời người nhờ quyền năng cứu rỗi của tay hữu Ngài. Kẻ này nhờ cậy xe cộ, kẻ khác nhờ cậy ngựa, nhưng chúng tôi nhờ cậy danh Giê-hô-va là Đức Chúa Trời chúng tôi. Các kẻ ấy bị khòm xuống và sa ngã, còn chúng tôi trỗi dậy và đứng ngay lên. Hỡi Đức Giê-hô-va, xin hãy cứu. Nguyện vua nhậm lời chúng tôi, trong ngày chúng tôi kêu cầu. Chương 13. Trước ngày lễ vượt qua, Đức Chúa Giê-xu biết giờ mình phải lìa thế gian đặng trở về cùng Đức Chúa Cha đến rồi. Ngài đã yêu kẻ thuộc về mình trong thế gian, thì cứ yêu cho đến cuối cùng. Đương bữa ăn tối, ma quỷ đã để mưu phản Ngài vào lòng Giu-đa Iscariot con trai Simon. Đức Chúa Giê-xu biết rằng Cha đã giao phó mọi sự trong tay mình, và mình đã từ Đức Chúa Trời đến, cùng sẽ về với Đức Chúa Trời. Nên đứng dậy khỏi bàn, cởi áo ra, lấy khăn vấn ngang lưng mình. Kế đó, Ngài đổ nước vào chậu và rửa chân cho môn đồ, lại lấy khăn mình đã vấn mà lau chân cho. Vậy, Ngài đến cùng Simon Phi-e-rơ thì người thưa rằng: Chúa ơi, chính Chúa là rửa chân cho tôi sao? Đức Chúa Giê-xu đáp rằng: hiện nay ngươi chẳng biết sự ta làm, nhưng về sau sẽ biết. Phi-e-rơ thưa rằng: Chúa sẽ chẳng rửa chân tôi bao giờ. Đức Chúa Giê-xu đáp rằng: nếu ta không rửa cho ngươi, ngươi chẳng có phần chi với ta hết. Simon Phi-e-rơ thưa rằng: lạy Chúa, chẳng những rửa chân mà thôi, lại cũng rửa tay và đầu nữa. Đức Chúa Giê-xu đáp rằng: ai đã tắm rồi, chỉ cần rửa chân thì được sạch cả. Vả các ngươi đã được tinh sạch, nhưng chưa được tinh sạch đều. Vì Ngài đã biết ai sẽ phản Ngài, tại thế cho nên Ngài phán rằng: các ngươi chẳng phải hết thảy đều được tinh sạch. Sau khi đã rửa chân cho môn đồ, Ngài mặc áo lại, đoạn ngồi vào bàn mà phán rằng: các ngươi có hiểu điều ta đã làm cho các ngươi chăng? Các ngươi gọi ta bằng thầy, bằng Chúa,
các ngươi nói phải, vì ta thật vậy. Vậy, nếu ta là Chúa, là Thầy, mà đã rửa chân cho các ngươi, thì các ngươi cũng nên rửa chân lẫn cho nhau. Vì ta đã làm gương cho các ngươi, để các ngươi cũng làm như ta đã làm cho các ngươi. Quả thật ta nói cùng các ngươi, đầy tớ chẳng lớn hơn chủ mình, sứ giả cũng chẳng lớn hơn kẻ sai mình. Ví bằng các ngươi biết những sự này thì có phước, miễn là các ngươi làm theo. Ta không nói về các ngươi hết thảy, ta biết những kẻ ta đã lựa chọn. Nhưng lời này trong Kinh Thánh phải được ứng nghiệm: người ăn bánh ta, dở gót nghịch cùng ta. Hiện bây giờ ta nói điều này cùng các ngươi trước việc chưa xảy đến, để khi việc xảy đến rồi các ngươi sẽ tin ta là đấng đó. Quả thật ta nói cùng các ngươi, ai tiếp người mà ta đã sai, tức là tiếp ta. Hễ ai tiếp ta, tức là tiếp đấng đã sai ta đến. Đức Chúa Giêsu đã phán như vậy rồi thì tâm thần Ngài bối rối, bèn tỏ ra rằng: quả thật ta nói cùng các ngươi, một người trong các ngươi sẽ phản ta. Các môn đồ ngó nhau không biết Ngài nói về ai đó. Vả có một môn đồ dựa vào ngực Đức Chúa Giêsu, tức là người mà Ngài yêu. Simon Phi-e-rơ ra dấu cho người đó rằng: hãy nói cho chúng ta biết Thầy phán về ai. Vậy người nghiêng mình trên ngực Đức Chúa Giêsu hỏi rằng: lạy Chúa, ấy là ai? Đức Chúa Giêsu đáp rằng: ấy là kẻ mà ta trao cho miếng bánh ta sẽ nhúng đây. Đoạn Ngài nhúng một miếng rồi lấy cho Judas Iscariot, con trai của Simon. Liền khi Judas đã lấy miếng bánh thì quỷ Satan vào lòng người. Đức Chúa Giêsu bèn phán cùng người rằng: sự ngươi làm hãy làm mau đi. Nhưng các người ngồi đồng bàn đó chẳng ai hiểu vì sao Ngài phán cùng người như vậy. Có kẻ tưởng rằng tại Judas có túi bạc nên Đức Chúa Giêsu biểu người hãy mua đồ chúng ta cần dùng về kỳ lễ, hay là hãy bố thí cho kẻ nghèo. Còn Judas khi lãnh lấy miếng bánh rồi liền đi ra. Khi ấy đã tối. Khi Judas đã ra rồi, Đức Chúa Giêsu phán rằng: hiện bây giờ Con Người được vinh hiển, và Đức Chúa Trời được vinh hiển nơi Con Người. Đức Chúa Trời cũng sẽ làm cho Con Người vinh hiển nơi chính mình Ngài, và Ngài sẽ kiếp làm cho vinh hiển. Hỡi các con trẻ ta, ta còn tạm ở với các ngươi. Các ngươi sẽ tìm ta, và như ta đã nói với người Giu-đa rằng các ngươi không thể đến nơi ta đi, thì bây giờ ta cũng nói với các ngươi như vậy. Ta ban cho các ngươi một điều răn mới, nghĩa là các ngươi phải yêu nhau. Như ta đã yêu các ngươi thế nào, thì các ngươi cũng hãy yêu nhau thế ấy. Nếu các ngươi yêu nhau, thì ấy là tại điều đó mà thiên hạ sẽ nhận biết các ngươi là môn đồ ta. Simon Phi-e-rơ thưa cùng Ngài rằng: lạy Chúa, Chúa đi đâu? Đức Chúa Giêsu đáp rằng: nơi ta đi, bây giờ ngươi chẳng có thể theo ta được, nhưng rồi sau ngươi sẽ theo ta. Phi-e-rơ thưa rằng: lạy Chúa, sao hiện bây giờ tôi không thể theo Chúa được? Tôi liều sự sống tôi vì Chúa. Đức Chúa Giêsu đáp rằng: ngươi liều sự sống ngươi vì ta sao? Quả thật, ta nói cùng ngươi, khi gà chưa gáy, ngươi đã chối ta 3 lần. Chương 14. Lòng các ngươi chớ hề bối rối, hãy tin Đức Chúa Trời, cũng hãy tin ta nữa. Trong nhà cha ta có nhiều chỗ ở, bằng chẳng vậy ta đã nói cho các ngươi rồi. Ta đi sắm sẵn cho các ngươi một chỗ. Khi ta đã đi và đã sắm sẵn cho các ngươi một chỗ rồi, ta sẽ trở lại đem các ngươi đi với ta, hầu cho ta ở đâu thì các ngươi cũng ở đó. Các ngươi biết ta đi đâu và biết đường đi nữa. Thô-ma thưa rằng: lạy Chúa, chúng tôi chẳng biết Chúa đi đâu, làm sao biết đường được? Vậy Đức Chúa Giêsu đáp rằng: ta là đường đi, lẽ thật và sự sống. Chẳng bởi ta thì không ai được đến cùng cha. Ví bằng các ngươi biết ta thì cũng biết cha ta, và từ bây giờ các ngươi biết và đã thấy Ngài. Philip thưa rằng: lạy Chúa, xin chỉ cha cho chúng tôi thì đủ rồi. Đức Chúa Giêsu đáp rằng: hỡi Philip,
ta ở cùng các ngươi đã lâu thay mà ngươi chưa biết ta. Ai đã thấy ta, tức là đã thấy cha, sao ngươi lại nói rằng xin chỉ cha cho chúng tôi? Ngươi há không tin rằng ta ở trong cha và cha ở trong ta hay sao? Những lời ta nói với các ngươi chẳng phải ta tự nói, ấy là cha ở trong ta, chính Ngài làm trọn việc riêng của Ngài. Khi ta nói rằng ta ở trong cha và cha ở trong ta, thì hãy tin ta, bằng chẳng hãy tin bởi công việc ta. Quả thật ta nói cùng các ngươi, kẻ nào tin ta cũng sẽ làm việc ta làm, lại cũng làm việc lớn hơn nữa, vì ta đi về cùng cha. Các ngươi nhân danh ta mà cầu xin điều chi mặc dầu, ta sẽ làm cho, để cha được sáng danh nơi con. Nếu các ngươi nhân danh ta xin điều chi, ta sẽ làm cho. Nếu các ngươi yêu mến ta, thì giữ gìn các điều răn ta. Ta lại sẽ nài xin cha, Ngài sẽ ban cho các ngươi một đấng yên ủi khác để ở với các ngươi đời đời, tức là thần lẽ thật mà thế gian không thể nhận lãnh được vì chẳng thấy và chẳng biết Ngài. Nhưng các ngươi biết Ngài, vì Ngài vẫn ở với các ngươi và sẽ ở trong các ngươi. Ta không để cho các ngươi mồ côi đâu, ta sẽ đến cùng các ngươi. Còn ít lâu, thế gian chẳng thấy ta nữa, nhưng các ngươi sẽ thấy ta, vì ta sống thì các ngươi cũng sẽ sống. Nỗi ngày đó, các ngươi sẽ nhận biết rằng ta ở trong cha ta, các ngươi ở trong ta và ta ở trong các ngươi. Ai có các điều răn của ta và vâng giữ lấy, ấy là kẻ yêu mến ta. Người nào yêu mến ta sẽ được cha ta yêu lại. Ta cũng sẽ yêu người và tỏ cho người biết ta. Giu-đê chứ không phải Iscariot thưa Ngài rằng: Lạy Chúa, vì sao Chúa sẽ tỏ mình cho chúng tôi mà không tỏ mình cho thế gian? Đức Chúa Giê-xu đáp rằng: Nếu ai yêu mến ta thì vâng giữ lời ta. Cha ta sẽ thương yêu người. Chúng ta đều đến cùng người và ở trong người. Còn kẻ nào chẳng yêu mến ta thì không vâng giữ lời ta. Và lời các ngươi nghe đó chẳng phải bởi ta, nhưng bởi cha là đấng đã sai ta đến. Ta đã nói những điều đó với các ngươi đang khi ta còn ở cùng các ngươi. Nhưng đấng yên ủi, tức là Đức Thánh Linh mà cha sẽ nhân danh ta sai xuống, đấng ấy sẽ dạy dỗ các ngươi mọi sự, nhắc lại cho các ngươi nhớ mọi điều ta đã phán cùng các ngươi. Ta để sự bình an lại cho các ngươi, ta ban sự bình an ta cho các ngươi. Ta cho các ngươi sự bình an, chẳng phải như thế gian cho. Lòng các ngươi chớ bối rối và đừng sợ hãi. Các ngươi từng nghe ta nói rằng ta đi và ta trở lại cùng các ngươi. Nếu các ngươi yêu mến ta thì sẽ vui mừng về điều ta đi đến cùng cha, bởi vì cha tôn trọng hơn ta. Hiện nay ta đã nói những điều đó với các ngươi trước khi xảy đến, để khi những điều đó xảy đến thì các ngươi tin. Ta sẽ chẳng nói chi với các ngươi nữa, vì vua chúa thế gian này hầu đến, người chẳng có chi hết nơi ta. Nhưng thế gian phải biết rằng ta yêu mến cha và làm theo điều cha đã phán dặn. Hãy đứng dậy, chúng ta phải đi khỏi đây. Cảm ơn Chúa lời của Ngài bày tỏ cho con. Thì giờ này chúng ta đến với Chúa trong sự cầu nguyện. Xin Thánh Linh Chúa, hãy bày tỏ cho con biết, Ngài dạy dỗ hay ấn chứng cho con điều gì qua lời của Ngài. Xin lời của Ngài được linh hồn con ăn nuốt vào trong tấm lòng và tâm trí của con mỗi ngày thêm lên lời của Ngài, để linh hồn con được tăng trưởng, thêm lên đức tin đặt để nơi Ngài. Xin Chúa cho con biết về Ngài nhiều hơn và con khát khao mối quan hệ mật thiết với Ngài nhiều hơn. Lạy Chúa, con cảm ơn Ngài, mỗi ngày mới Ngài ban cho con hơi thở để tiếp tục sống trên đất này. Con nguyện huyết báo của Chúa Giê-xu Christ thanh tẩy, tẩy sạch, bôi xóa những suy nghĩ, tư tưởng, hành động trong tâm trí, trong tấm lòng của con như: ấy là gian dâm, ô uế, lung tuồng, thờ hình tượng, phù phép, thù oán, tranh đấu, ghen ghét, buồn, giận, cãi lẫy, bất bình, bè đảng, ganh ghét, say sưa, mê ăn uống, cùng các sự khác giống như vậy. Con nguyện xin dòng huyết báu của Ngài tẩy sạch bôi xóa sự xác thịt của con không đẹp lòng Ngài ra khỏi con ngay giờ này. Bây giờ con được thánh sạch đứng trước mặt Ngài.
Chúa ơi, xin hãy cáo trách và thanh tẩy khi môi miệng con nói điều dơ dáy không đẹp lòng Ngài. Xin Chúa hãy thêm sức và hướng dẫn con ăn, hoặc uống, hay là làm sự chi khác, hãy vì sự vinh hiển Đức Chúa Trời mà làm. Xin Chúa thêm lên cho con đức tin để mỗi ngày con trông cậy nơi Chúa càng hơn. Xin Chúa thêm lên sự sức dầu trên con để con bày tỏ danh của Ngài trên chính đời sống hàng ngày của con, để con như muối của đất, ánh sáng của thế gian. Con nguyện Thánh Linh Đức Chúa Trời đổ đầy, đầy dẫy con Chúa ơi, những bông trái của Thánh Linh, ấy là lòng yêu thương, sự vui mừng, bình an nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ đầy dẫy trên con. Con xin Chúa thêm sức mới, thêm đức tin cho con. Xin Chúa dẫn dắt con để con đắc thắng một ngày mới trong ngày. Con cảm ơn Chúa, con dâng mọi vinh hiển tôn quý lên ba ngôi Đức Chúa Trời toàn năng, và phước hạnh con nhận lãnh từ nơi Ngài. Và con thành kính dâng lên Cha lời cầu nguyện, trong danh Chúa Giêsu Christ, Amen. Cảm ơn bạn đã nghe chương trình Tĩnh Nguyện Radio buổi sáng. Bạn ủng hộ chương trình bằng cách like, chia sẻ chương trình tĩnh nguyện rộng rãi trên mạng Internet cộng đồng. Cảm ơn bạn, hẹn bạn tĩnh nguyện tiếp theo. Chúa yêu bạn rất nhiều.